Na Quê Ramani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự dễ vui sai. Panchasika Parinissa Thukang Cattva Appamattha. Sau khi đã thọ trì ngũ giới rồi hãy ráng vẫn giữ hành theo cho được trong sạch chẳng nên dễ vui. Sa thu Ua tamang ghê na văn đề hăng ba đà băng sung và ru tamang bùa thê vô kha lý tô đô sô bùa thô kha ma tu tăng ma măng ua tamang ghê na văn đề hăng tham man cha đu vi thăng qua răng tham mê vô kha lý tô đô sô tham mô kha ma tu tăng ma măng ua tamang ghê na văn đề hăng sang khăn cha đu vi thô ta măng sang khê vô kha lý tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma măng. Dạ con xin kính thỉnh sư huy niệm lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối nay ạ. Sile na sugatin janti, sile na phoga sambara, sile na niputin janti, tasma silang viso ta ye sithi ya chanagatha, sithamathu 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 idang phalang, etasmin ratanatayasmin sampasadana chetta so. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được thành tựu đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi cớ ấy quý vị hãy thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra hà tô sam ma sam sa nam mô ta sa pha ga wa tô a ra hà tô sam ma sam bua tha sa nam mô ta sa pha ga wa tô a ra hà tô sam ma sam bua tha sa Brahmacha loka thi ba ti sa ham ba ti ca tăng cha li an thi hoa rằng a ya cha tha san ti tha san tâm ba ra chắc kha cha ti ca đề xế tu thầm măng anu cầm bi măng ba chăng san thầm ma phê rinh quỷ nhà danh cha ca văn sùa tăng cha bành thân a phi thầm ma chăm măng a cô ta danh tu cha tu san cha đành đăng ba bố tha này dê ba ri xa và mạnh chê ê quan xà hâm phá quan tâm ai cha tha tuân hi phà hi na tăng bút thô ca ruôn nhê na thi quá sa ya ha bua tha ya na mi ga da yang ta to ga to ban cha wang ya yo nay ye a mang ba si tham ma to ta to ba phu ti sam bu tho anu na tham ma de sanang ma kha wa sa ni de se si
sát ta năng an tha si tha căng tê na sa thua vô phân tê đề xê tu thăm ma đề sa năng sam ba di tha ba ri sa anu cam bi ca ta quê. Phạm Thiên vẫn ngậm mùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngài dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thử pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần như hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hà giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cập, đám mưa lành dưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được, trí tri vẹn toàn. Nắc mô bút tha giá, nắc mô tham ma giá, nắc mô sanh kha giá, và Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh Pháp Sư Quy Niệm đăng đàn thuyết pháp cho chúng con buổi học ngày hôm nay ạ. À. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính thỉnh sư. Kính thỉnh lễ đại đức Thanh Tâm. Xin chào quý vị Phật tử trong lớp học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục từ đoạn kinh số 5 cho đến hết đoạn kinh số 7. Cũng vẫn nằm ở trong phạm vi của Nibbana Quốc Vô. Thì bây giờ trước hết xin mời cô Nguyên Như đi sẽ đọc phần chánh văn, sau đó sư sẽ trình bày cho quý vị về cái ý nghĩa của mỗi câu hỏi và trả lời, và nhất là những cái gì đó nó sư nghĩ cần thiết thì sư sẽ trình bày để cho sáng tỏ cái ý nghĩa của cái đoạn kinh hôm nay chúng ta học. Rồi bây giờ sư mời cô Nguyên Như. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Và con xin vâng lời sư đọc phần thứ 5 của phẩm Niết Bàn của tiểu bộ kinh Nilinda Vấn Đạo. Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng làm cách nào để cho khổ này diệt và khổ khác không thể sanh lên? Tâu đại vương, sự xuất gia của tôi là với mục đích ấy. Có lợi ích gì với việc đã tinh tấn trước đây? Chẳng phải là nên tinh tấn trong thời hiện tại hay sao? Vị trưởng lão đã nói rằng, tâu đại vương, sự tinh tấn trong thời hiện tại thì chưa làm được việc. Sự tinh tấn trước đây thì đã làm được việc. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào ngài bị khát thì khi ấy ngài mới bảo đào giếng nước, mới bảo đào hồ nước, nghĩ rằng ta sẽ uống nước. Thưa ngài không đúng. Tâu đại vương, tương tự y như thế. Sự tinh tấn trong thời hiện tại thì chưa làm được việc. Sự tinh tấn trước đây thì đã làm được việc. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào ngài thèm ăn, thì khi ấy ngài mới bảo cày ruộng, mới bảo trồng lúa, xà lý, mới bảo đem thóc, lại nghĩ rằng ta sẽ thọ dụng bữa ăn. Thưa ngài không đúng. Tâu đại vương, tương tự y như thế. Sự tinh tấn trong thời hiện tại thì chưa làm được việc. Sự tinh tấn trước đây thì đã làm được việc. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào ngài lâm trận thì khi ấy ngài mới bảo đào hào, mới bảo đắp lũy, mới bảo xây cổng thành, mới bảo làm vọng gác, mới bảo đem lại thóc. Khi ấy ngài mới rèn luyện về voi, mới rèn luyện về ngựa, mới rèn luyện về xe, mới rèn luyện về cung, mới rèn luyện về gươm. Thưa ngài không đúng.
Tâu đại vương, tương tự y như thế, sự tinh tấn trong thời hiện tại thì chưa làm được việc, sự tinh tấn trước đây thì đã làm được việc. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Người biết việc nào lợi ích cho mình thì nên làm việc ấy trước, không có ý nghĩ như kẻ đánh xe bò. Bậc thông minh trí thức nên cố gắng, giống như kẻ đánh xe bò từ bỏ con đường lớn bằng phẳng, đi vào con đường gồ ghề, bị gãy trục xe rồi bực bội. Như vậy, sau khi xa lìa chánh pháp, xu hướng theo phi pháp, kẻ ngu bị rơi vào miệng thần chết, sầu muộn như kẻ bị gãy trục xe vậy. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, Ngài nói rằng lửa địa ngục nóng dữ dội hơn lửa bình thường. Một hòn đá nhỏ bé được ném vào trong lửa bình thường, trong khi bị đốt cháy trọn ngày, vẫn không bị tiêu hoại. Còn tảng đá thậm chí lớn bằng ngôi nhà mái nhọn được ném vào trong lửa địa ngục liền bị tiêu hoại trong trẫm không tin lời này. Hơn nữa, Ngài còn nói như vậy, chúng sanh nào sanh ra ở nơi ấy, khi bị nung nấu ở địa ngục, thậm chí trong nhiều ngàn năm vẫn không bị thiêu hoại, trẫm cũng không tin lời nói này. Vị trưởng lão đã nói rằng, Tâu đại vương, Ngài nghĩ gì về điều này? Các loại như cá đao cái, cá sấu cái, rùa cái, công mái, bồ câu mái, phải chăng chúng ăn các hòn đá và các hạt cát cứng rắn? Thưa Ngài, đúng vậy, chúng ăn. Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của chúng thì bị tiêu hoại? Thưa Ngài, đúng vậy, chúng bị tiêu hoại. Vậy còn bào thai ở trong bụng của các loài thú cái ấy cũng bị tiêu hoại? Thưa Ngài, không đúng. Vì nguyên nhân gì? Thưa Ngài, chậm nghĩ, do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu hoại. Tâu đại vương, tương tự y như thế, do tác động của nghiệp khiến chúng sanh ở địa ngục, trong khi bị nung nấu ở địa ngục, thậm chí trong nhiều ngàn năm, vẫn không bị tiêu hoại. Họ sanh ra ngay tại nơi ấy, lớn lên ngay tại nơi ấy, chết đi ngay tại nơi ấy. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Cho đến khi nào nghiệp ác ấy còn chưa được diệt tận, thì chúng sanh địa ngục ấy vẫn không chết. Xin Ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương, Ngài nghĩ gì về điều này? Các loài như sư tử cái, cọp cái, beo cái, chó cái, phải chăng chúng cũng ăn các khúc xương và các miếng thịt cứng rắn? Thưa Ngài, đúng vậy, chúng ăn. Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của chúng thì bị tiêu hoại? Thưa Ngài, đúng vậy, chúng bị tiêu hoại. Vậy còn bào thai ở trong bụng của các loài thú ấy cũng bị tiêu hoại? Thưa Ngài, không đúng. Vì nguyên nhân gì? Thưa Ngài, chậm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu hoại. Tâu đại vương, tương tự y như thế, do tác động của nghiệp khiến chúng sanh ở địa ngục, trong khi bị nung nấu ở địa ngục, thậm chí trong nhiều ngàn năm vẫn không bị tiêu hoại. Xin Ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương, Ngài nghĩ gì về điều này? Các phụ nữ như các cô mảnh mai xứ Yona, các cô mảnh mai dòng Sát Đế Lị, các cô mảnh mai dòng Bà La Môn, các cô gia chủ mảnh mai, phải chăng họ cũng ăn các vật nhai và các miếng thịt cứng rắn? Thưa Ngài, đúng vậy, họ ăn. Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của họ thì bị tiêu hoại? Thưa Ngài, đúng vậy, chúng bị tiêu hoại. Vậy còn bào thai ở trong bụng của những phụ nữ ấy cũng bị tiêu hoại? Thưa Ngài, không đúng. Vì nguyên nhân gì? Thưa Ngài, chậm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu hoại. Tâu đại vương, tương tự y như thế, do tác động của nghiệp khiến chúng sanh ở địa ngục, trong khi bị nung nấu ở địa ngục, thậm chí trong ngàn năm vẫn không bị tiêu hoại. Họ sanh ra ngay tại nơi, lớn lên ngay tại nơi ấy, chết đi ngay tại nơi ấy. Tâu đại vương, điều đã được Đức Thế Tôn nói đến. Cho đến khi nào nghiệp ác ấy còn chưa được diệt tận, thì chúng sanh địa ngục ấy vẫn không chết. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, Ngài nói rằng, đại địa cầu này được tồn tại ở nước, nước được tồn tại ở gió,
Gió được tồn tại ở hư không, trẫm cũng không tin lời nói này. Vị trưởng lão đã lấy nước bằng bình đựng nước, rồi giúp cho đức vua Milinda hiểu được rằng tâu đại vương, nước này được nâng đỡ bởi gió như thế nào, thì nước kia cũng được nâng đỡ bởi gió như thế ấy. Thưa ngài Nagasena, ngài thật là khôn khéo. Dạ, con xin dâng mít lại cho sư Huy Niệm. Con kinh kính thỉnh sư ạ. Kính lên lại Chư Tăng, xin chào quý vị. Bây giờ là 8:30 sáng ở Việt Nam. Quý vị thấy không? Mình loay hoay một chút khoảng từ lúc 8 giờ rồi làm những công việc cần phải làm rồi xong phần chánh văn là đến 8:30, nó cũng vừa phải lẽ. Nếu như mà chúng ta bắt đầu từ lúc 8:30 trở đi thì chúng ta sẽ bị mất đến nửa tiếng đồng hồ. Như vậy chỉ còn lại có 30 phút đồng hồ thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian để mà chúng ta học. Nếu mà học ít thì cũng đơn giản thôi. Rồi. Bây giờ thì trước khi bắt đầu chúng ta làm lễ tưởng niệm ân đức Tam Bảo, sau đó mình sẽ đi vào những phần nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh đẳng giác ấy. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức Tăng Bảo những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm và mô phạm của chúng sanh, phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý ấy. Trong phần bài học hôm nay thưa quý vị, nó có ba điểm quan trọng, thì ba câu hỏi là ba điểm đó. Ở trong phần thứ nhất, câu hỏi đầu tiên, đức vua ngài đã thắc mắc về cái công năng của sự tinh tấn hành đạo, hay là nói chung là công năng của sự tu tập các thiện pháp như thế nào, nó có cái kết quả coi như là thiết thực và cụ thể như thế nào. Và ở đây ngài Nagasena đầu tiên ngài đã trả lời rằng một cách vắn tắt là chính cái sự xuất gia này nè, đó là để cho diệt khổ đó, để cho khổ diệt đi và ngăn ngừa cái khổ khác không có cho sanh lên. Thế rồi sau đó đức vua ngài đã thắc mắc thêm một cách chi tiết nữa, đó chính là ý của đức vua hỏi là những cái pháp mà mình cố gắng tu tập á ở trong quá khứ á, thì như vậy nó đâu có cái ý nghĩa gì thiết thực hiện tại nữa đâu, nó đâu có cái thành quả gì nữa đâu, phải chăng là mình nên ngay trong hiện tại nè thì mới thấy được cái kết quả của nó một cách rõ ràng. Còn những cái mà mình đã từng tu tập, từng làm ở trong quá khứ, tinh tấn đối với các thiện pháp, như vậy nó không có cái thành tựu, nó không có cái quả báo gì hay sao? Do bởi thấy được cái sự hiểu biết chưa có được trọn vẹn, khiếm khuyết đó mà ngài Gassena ngài đã chỉ ra
cho Đức Vua thấy được rằng kể cả cái pháp tinh tấn tuy đã được thực hiện bởi các thiện pháp ở trong quá khứ, nó đã diệt rồi, vẫn có một cái sức ảnh hưởng đưa ra một kết quả ngay trong hiện tại, chứ không phải là không, chứ không phải là hoàn toàn là coi như là không có gì hết. Đó, thông qua hàng loạt những cái ví dụ để làm rõ thêm cho Đức Vua thấy được cái chức năng của pháp tinh tấn. Chẳng hạn như là với hình ảnh Ngài Nagasena, Ngài đã hỏi rằng Đức Vua là khi mà mình khát nước á, thì chừng nào đợi tới lúc mình khát rồi lúc đó mình mới lo đi đào giếng hay sao, hay là mình phải chuẩn bị trước. Do cái việc chuẩn bị trước đó của mình á, thì sau này khi mà mình đã khát nước, mình tới lúc mà mình khát nước thì lúc đó mình chỉ việc múc nước mình uống thôi, chứ mình không cần phải coi như là gấp gáp đi đào giếng nữa. Đó là một hình ảnh ví dụ. Và thêm một vài hình ảnh chẳng hạn như là cày ruộng để trồng một kiếm bậc thực, rồi trong việc chiến đấu tức là mình phải chuẩn bị về việc tập dượt binh lính, xây thành tích lũy, đào hào để mà lo mình phòng thủ trước, chứ đâu có phải là chờ đến lúc chờ đến lúc mình đánh nhau lúc đó mới lo đi tập binh lính, mới lo đi xây thành đào hào mương, thì lúc đó nó không kịp nữa rồi. Đó, thông qua một số hình ảnh đó thì đã làm cho Đức Vua Milinda Ngài hiểu ra được cái ý nghĩa của cái pháp tinh tấn. Dù nó là một pháp thời đã diệt ở trong quá khứ, nhưng nó vẫn để lại một cái kết quả ở ngay trong hiện tại. Và rồi những pháp ngay trong hiện tại nó sẽ có một cái nó sẽ đưa ra một cái kết quả, nó sẽ có cái lợi ích ngay trong tương lai. Và cứ thế mà mình tu thôi, cứ thế mình tu thôi, thì như vậy nó sẽ được yên ổn. Đó, ý là như vậy đó. Rồi bây giờ sư giảng sâu hơn một chút để cho quý vị thấy được cái lợi ích, cái sự lợi hại của pháp khi mà mình tinh tấn trong thiện pháp, và ngược lại khi mà mình không có tinh tấn, mà mình không có tinh tấn trong thiện pháp mà mình siêng làm ác á, mình siêng làm ác á, thì nó sẽ cũng có một cái tác hại ngược lại như thế nào. Đối với sự tinh tấn trong một thiện pháp, bao giờ nó cũng có sự hiện bày của bốn khía cạnh. Bao giờ nó cũng có sự hiện bày của bốn khía cạnh. Ở đây trong kinh điển Đức Thế Tôn, Ngài gọi đó chính là Patthana, hay là Sammapatthana, tức là chánh cần. Chánh cần. Đó. Thì chánh cần ở đây gồm có bốn cái khía cạnh, thưa quý vị. Cái chức năng của sự tinh tấn trong một thiện pháp nó có bốn cái, nó có bốn chức năng. Chức năng thứ nhất á, mình gọi là Sanvarapatthana, tức là thận cần. Thận đây có nghĩa là thận trọng đó. Thận trọng. Thận cần có nghĩa là gì? Thận cần có nghĩa là sự tinh cần trong việc ngăn ngừa các ác bất thiện pháp chưa sanh, không có cho nó sanh khởi. Đó, đó được gọi là Sanvarapatthana, cái chức năng thứ nhất của chánh tinh tấn ở trong một thiện pháp đó. Cái chức năng thứ hai đó chính là Bahanapatthana, hay còn gọi là trừ cần. Thì trừ cần này là gì? Trừ cần có nghĩa là sự cố gắng, sự cố gắng trong cái lĩnh vực diệt trừ
các ác bất thiện pháp đang sanh, đang sanh, làm cho nó mất đi, làm cho nó mất đi. Đó gọi là trừ cần, chức năng thứ hai của chánh tinh tấn trong một thiện pháp. Chức năng thứ ba đó chính là phāvana paṭṭhāna, hay còn gọi là tu cần. Tu cần, tu cần ở đây là gì? Tu cần có nghĩa là sự cố gắng làm cho những pháp thiện mà chưa có sanh khởi thì được sanh khởi, những pháp thiện chưa sanh khởi được sanh khởi, đó được gọi là phāvana paṭṭhāna. Rồi khía cạnh thứ tư, khía cạnh thứ tư đó là anurakkhana paṭṭhāna, hay còn gọi là bảo cần. Bảo cần đó chính là sự cố gắng gìn giữ, duy trì những thiện pháp đã có rồi và phát triển thêm những cái thiện pháp vừa mới sanh khởi. Và phát triển thì sự cố gắng gìn giữ, duy trì những thiện pháp đã có, đã có, và phát triển thêm những cái thiện pháp đã sanh khởi, đã sanh khởi. Đó chính là cái bốn cái khía cạnh của việc khi mà mình có cái sự tinh cần trong một thiện pháp. Thì ở đây sư chỉ cho quý vị cái cách để mà quý vị nhớ cái chi pháp thôi và hiểu rõ thêm đối với cái chi phần của một pháp khi nó work, khi mà nó làm việc ở trong một thiện pháp. Chúng ta để ý bốn chi pháp này nó có hai cặp. Chúng ta để ý trong bốn chi pháp này nó có hai cặp. Cặp thứ nhất á, là số 1, số 2 là thận cần và trừ cần. Đó. Cặp đầu tiên á, nó có cái công năng là cái mà bất thiện đang có mặt thì làm cho nó mất đi, và cái chưa có thì nó ngăn. Đó là cái cặp đầu tiên. Cái cặp thứ hai á, là số 3, số 4, và đó chính là cái mà thiện pháp mà vốn trước đây mình chưa có, thì bây giờ mình làm cho nó hiện khởi, và sau đó mình sẽ bảo dưỡng nó, bảo dưỡng nó, gìn giữ nó, và thậm chí những cái pháp mà mình đã từng có trước đây, những cái thiện pháp mình đã từng có trước đây, mình sẽ làm cho nó được trưởng thành hơn, trưởng thành hơn. Như vậy chúng ta để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy được nó có hai cặp. Một cặp đầu tiên đối với trong cái lĩnh vực dứt trừ và ngăn ngừa đối với ác bất thiện pháp. Một cặp thứ hai làm cho sanh khởi và nuôi dưỡng những thiện pháp. Đó, như vậy mình sẽ rất là dễ nhớ. Thì ở đây thưa quý vị, trong cái phần trả lời của Ngài Nagasena, Ngài chỉ trả lời một cách vắn tắt thôi, chứ không, Ngài không trả lời hết rõ ràng như là sư vừa mới trình bày cho quý vị về bốn cái khía cạnh của một sự tinh tấn. Nhưng mà bởi vì Đức Vua là người có trí, cho nên Ngài chỉ cần nghe đơn giản như vậy qua một vài những hình ảnh ví dụ thì Ngài đã hiểu được cả ba thời của sự tinh tấn trong khi nó working, trong khi nó làm rồi, chứ không cần phải nói nhiều. Hơn nữa, sở dĩ Ngài chỉ nói vắn tắt như vậy thôi là chúng ta để ý rằng cái sự thắc mắc của Đức Vua Milinda đó là chủ yếu là chưa có hiểu lắm về cái việc tinh tấn trong thiện pháp nó đã diệt ở trong quá khứ. Phải chăng là nó không có cái kết quả gì thiết thực ngay trong hiện tại hay sao? Ý là như vậy. Cho nên Ngài Milinda ngoài việc trả lời vắn tắt, vì hiểu biết là Đức Vua là người của trí, thứ hai là chỉ cần đáp ngay đúng chỗ đó thôi là Đức Vua đã thỏa mãn rồi. Cho nên bởi thế mà chúng ta thấy rằng trong cái cách trả lời nó không có đầy đủ chi pháp, nhưng nó vẫn có sự diện bày đầy đủ của cả bốn cái pháp chánh cần này trong một sự tinh tấn đối với thiện pháp, dù bất kỳ loại thiện pháp nào. Sư nói ví dụ, trong khi mà mình cố gắng, khi mà mình phát hiện ra được thân khẩu của mình nó đang có nguy cơ, thân khẩu ý của mình nó đang có nguy cơ phạm vào cái giới sát sanh,
thì lúc bấy giờ mình sực nhớ tới, mình sực nhớ tới cái giới hạnh mà mình đã thọ trì, và đồng thời hiểu được đây là điều mà mình không nên làm, bởi vì đó chính là ác nghiệp. Thì khi mà khởi lên cái tư tưởng như vậy thì chính cái tư tưởng đó đó, chính cái tư tưởng đó đó, nó đã có đầy đủ khía cạnh của bốn cái pháp tinh tấn này ở trong chỉ một tư tưởng mà mình sực nhớ đến giới hạnh, mà mình ngăn cho cái ý đồ mà vừa mới chuẩn bị nhe nhóm phạm vào cái giới sắc sanh vừa mới khi nãy. Điển hình như sau: khi mà mình đang có cái ý đồ đó nhưng mà mình sực nhớ, thì chính cái sự sực nhớ đó nó đã cắt ngang cái dòng tư tưởng mà mình chuẩn bị phạm giới. Như vậy nó đã hoàn thành cái chức năng đầu tiên, đó chính là diệt trừ pháp ác bất thiện pháp đang sanh, đúng không? Chúng ta thấy không, chi pháp đầu tiên nó đã có hiện khởi rồi đó. Trừ cái pháp bất thiện pháp đang sanh, nó đã có sự hiện khởi của Bát-tha-ná rồi, cái chi pháp trừ cần rồi. Hơn nữa, chính cái tư duy thuộc về gìn giữ giới hạnh đó, nó là cái pháp, nó là cái pháp ý thức được cái sự không tái phạm, quyết gìn giữ sẽ cho cái sự vi phạm vào học giới sắc sanh nó khởi. Khởi lên ở trong tương lai, trong thì là mình vừa mới ý thức được cái chuyện hồi nãy là cái chuyện làm bức, đồng thời nó sẽ ngăn được cái pháp ở trong tương lai luôn, nó sẽ có một cái sự năng lực bảo vệ. Thì cái trường hợp thứ hai là Sanvarapatthana, thưa quý vị, nó hiện bày ngay ở cái tư tưởng đó, đó là thận cần. Rồi hơn nữa, cũng chính ở cái tư tưởng đó nó hiện bày cái sự gọi là Kavana Patthana. Người mà từ trước tới giờ chưa bao giờ mà biết cái gì thuộc về giới, mà khi lần đầu tiên người ta thọ và người ta chuẩn bị phạm giới, khi mà ý thức được cái điều đó thì chính ngay cái sự khởi sanh đó là cái pháp đầu tiên cho nó sanh khởi. Và đồng thời đối với những người đã từng thọ giới thì khi mà người ta sực nhớ tới điều đó mà ngăn ngừa được, thì chính cái sự khởi lên gìn giữ đó nó đã làm cho cái sự cái thiện pháp về giữ giới nó sanh lên, thì đó chính là Phāvana-patthana, bài của Phāvana-patthana. Rồi chưa hết, cũng chính tư tưởng đó, nó sẽ cũng chính tư tưởng đó nó sẽ giúp cho những cái khuynh hướng giữ giới của mình đó, mà đã từng tu tập trước đây, nó sẽ càng mạnh hơn, thưa quý vị. Cho nên chính vì thế mà chúng ta thấy ở trong một cái thiện pháp đó, nếu mà mình nhìn nhận cho kỹ với cái trí tuệ, nó có bốn phương diện, nó có bốn chức năng như vậy. Chính vì vậy mà khi mà mình cho rằng đối với một cái sự tinh tấn, dù nó trong quá khứ, thưa quý vị, nó đã diệt rồi, thì như vậy nó không có để lại cái ý nghĩa thiết thực hiện tại, như vậy là nó không có đúng. Chẳng hạn như cái ý nghĩa của Đức Vua Milinda đây, bởi vì một pháp dù nó đã diệt, nó là thiện pháp ngay trong hiện tại, nhưng mà nó cũng để lại những cái dấu vết, cái sự hiện bày của nó. Bởi vì như hồi nãy chúng ta vừa được nghe trình bày, nó tổng cộng nó có đến bốn cái chức năng được gọi là chánh cần trong sự tinh tấn đối với một thiện pháp đó. Cho nên như vậy chúng ta đã hiểu rồi.
Rồi. Đối với một sự việc trong đời sống bình nhật thông thường đó, thưa quý vị, chúng ta cũng có thể thấy được cái sự hiển lộ, cái sự hiển lộ của bốn pháp này. Chẳng hạn như bây giờ mình nói đi, cái việc mà đi làm của mình mỗi ngày á, để mà kiếm miếng ăn á, để mà kiếm cơm, để mà nuôi thân, nuôi gia đình á, nó cũng có sự hiện bày của bốn cái chức năng này nữa. Ừ, có nữa. Nghe quý vị nghe nói nó hơi nó lạ, mà không có đâu, nó thật sự là như vậy. Mỗi ngày mình đi làm đó quý vị, thì chức năng đầu tiên nó có phải là chính cái buổi làm đó của mình, nó chặn đứng được, coi như là nó ngăn ngừa được, coi như là cái sự thiếu thốn về cái tiền bạc của mình. Cái nói chung là nó chặn được cái sự mất thu nhập ở trong ngày hôm đó, đúng không? Cái đó nó có à. Thì mỗi ngày mình đi làm thì dĩ nhiên nó phải có cái thành quả của nó chứ. Đó, nó chặt được cái đó. Cho nên người ta hay nói là ăn đám cưới hay đi dỗ gì có một ngày nó bằng nó lỗ nó gấp đôi là vậy. Có nghĩa là mình vừa tốn về cái khoản phải 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 đi mua sắm này kia, lễ quà, rồi cho lo mất khắp cho cái thân này. Rồi đồng thời á, mình bị thêm cái thứ hai nữa, có nghĩa là mình mất cái thu nhập của ngày hôm đó, mất cái thu nhập của ngày hôm đó, nó bị thứ hai mặt lận. Chính vì thế mà chúng ta thấy cái chức năng đầu tiên nó cũng có rồi, nghĩa là nó ngăn được, nó chặn đứng được cái sự mất thu nhập của ngày hôm đó. Cái việc thứ hai á, mình thấy chính vì cái việc mà mình đi làm trong ngày hôm đó, thưa quý vị, nó sẽ tăng thêm, nó sẽ tăng thêm những cái khoản thu nhập của mình, nó sẽ tăng thêm cái những cái khoản thu nhập của mình. Như vậy chúng ta thấy đúng không? Chúng ta thấy đúng không? Có cái chức năng đó. Rồi khi mà mình đã có được, khi mà mình đã càng ngày mà mình đã càng có thu nhập thêm á, thông qua những ngày làm nhỏ giọt như vậy á, thì như vậy chúng ta sẽ có thể ngăn ngừa được những cái khó khăn về sự thiếu tài chính ở trong tương lai, đúng không? Chuyện này là đương nhiên thôi, tiền càng nhiều thì coi như là cái khả năng mà mình bớt âu lo thì về cái đời sống vật chất á, nó sẽ càng được giải tỏa thôi. Chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi, thưa quý vị. Đó. Rồi cái sự đi làm của mình hàng ngày á, nó cũng là nhân. Chẳng hạn như trước đây, ngày hôm qua mình đã đi làm bữa trước rồi, thì cái đó nó đã diệt rồi. Ngày hôm nay là ngày đi làm mới, đó là một cái pháp sanh lên mới, một cái pháp khác sanh lên. Có nghĩa là những pháp chưa sanh làm cho nó sanh khởi. Mình sẽ có được cái đồng lương phát sanh từ trong ngay ngày hôm đó. Nó cũng giống như là những pháp như là chưa sanh làm cho sanh khởi, thưa quý vị. Nó chỉ dành cho sanh khởi. Còn cái mà thông qua cái sự làm việc của mình, nó sẽ làm cho cái thu nhập của mình, cái số tiền của mình để dành nó sẽ càng trưởng dưỡng hơn nữa. Nó cũng giống như là bảo cần. Cho nên thông qua một cái sự việc thông thường ở đời thôi, nếu như mà chúng ta nhìn nhận với cái sự suy xét của trí, thì chúng ta vẫn có thể thấy được cái sự vận hành của nó, sự vận hành của nó. Chính vì vậy mà đối với một thiện pháp, thưa quý vị, khi mà mình tu tập á, nó có cái lợi ích về mọi bề là như vậy, mọi bề, cả ở trong quá khứ, kể cả ngay trong hiện tại, và kể cả ngay trong tương lai. Nói như vậy đồng nghĩa với việc khi mà mình ngược lại, nếu mà mình cứ mãi mê làm bất thiện á, thì ngược lại nó sẽ bị bốn cái tiêu cực chống đối lại, ngược lại với bốn cái chánh cần. Nói như vậy không biết quý vị hiểu không?
pháp hữu vi bao giờ nó cũng có cái mặt đối lập của nó đó. Khi mà cái mặt lợi nó được bấy nhiêu đây thì khi cái pháp bất thiện nó như nó ngược lại thì nó sẽ bị bất lợi lại bốn ở bốn khía cạnh khác. Cho nên khi mà mình làm một bất thiện pháp thì ngược lại nó sẽ bị cái gì? Nó sẽ bị cái gì? Thứ nhất là những cái thiện pháp mà đang có mặt đó thưa quý vị, nó bị cắt ngang. À, nó bị cắt ngang, chẳng hạn như bây giờ mình đang hành thiền đi, xong bây giờ thôi bây giờ mình thấy chán quá xong mình xuôi theo cái sự chán nản đó, mình bỏ, mình không có hành thiền nữa mà mình ra mình đi chơi với bạn bè hay gì đó, thì khi mà cái pháp đó nó sanh khởi thưa quý vị, nó cắt ngang cái thiện pháp của mình đang sanh, nó cắt ngang. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất, cắt ngang. Rồi hơn nữa, cái sự mà xuôi theo cái chiều hướng của bất thiện đó thưa quý vị, nó sẽ làm cho những cái bất thiện pháp đó, nó càng ngày nó càng mạnh hơn, chưa sanh sẽ sanh khởi, nó càng mạnh hơn quý vị. Đó là cái mặt thuận lợi của bất thiện pháp khi mà mình đang sanh khởi pháp bất thiện. Và khi mà nó thuận lợi như vậy thì ngược lại nó sẽ chống đối lại với thiện pháp, và đồng thời nó sẽ trưởng dưỡng xuôi theo cái chiều thuận của pháp bất thiện. Cứ như vậy mà chúng ta hiểu, cứ vậy chúng ta hiểu. Cho nên chính vì thế mà đối với một ác bất thiện pháp, thưa quý vị, nó cũng có cái hậu quả coi như là khốc liệt lắm. Nếu mà xét kỹ ra, cái mức nghiêm trọng của nó cũng kinh khủng lắm, chứ không phải là đơn giản như mình hiểu bình thường không thôi. Bình thường thì chúng ta phân tích theo có những ác nghiệp thì nó nặng, tội nhẹ vân vân, thì cái đó là sự đồng ý. Nhưng mà khi mà phân tích theo những cái sự working của nó, theo những cái phần sự của nó, theo bốn cái chánh cần và ngược lại á, thì nó cũng rất nghiêm trọng. Nó cũng rất nghiêm trọng chứ không phải là không đâu. Đó, cho nên khi mà chúng ta tu tập đó thưa quý vị, cái sự tinh tấn của mình, nó có công năng nó đẩy lùi và nó cắt ngang, đồng thời nó bảo vệ, phòng ngừa đối với ác bất thiện pháp. Không những như vậy mà nó sẽ làm cho hiện khởi liên tục những cái pháp thiện ngay trong hiện tại, rồi nó sẽ nuôi dưỡng những cái pháp thiện mà mình đã có hoặc là đang có, sẽ càng ngày nó sẽ càng mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và lớn mạnh hơn. Đó là như vậy đó. Rồi, như vậy đó là vấn đề thứ nhất. Alo, quý vị còn nghe hay không? Rồi, vấn đề thứ hai ở đây chúng ta qua cái, như vậy quý vị đã hiểu được cái câu đầu tiên rồi đúng không? Cái đầu tiên tức là Đức Vua Ngài thắc mắc rằng là cái khổ mà quá, cái sự tinh tấn trong thiện pháp hành đạo trong quá khứ thì nó đâu có cái gì mà ý nghĩa thiết thực đâu. Chẳng qua là tu tập ngay trong hiện tại nó mới ngon lành, nó mới có cái kết quả thiết thực không? Nhưng mà Ngài Nagasena, Ngài chỉ ra cho thấy được thật ra nó có cả ba thời luôn. Đối với pháp quá khứ, nó đã tuy nó đã diệt rồi nhưng mà nó vẫn để lại cái lợi ích ngay trong thời điểm quá khứ cũng đã từng rồi, kể cả đến ngay trong hiện tại luôn. Và không những như thế đâu, nó còn có lợi ích kể cả trong tương lai nữa, ba thời luôn chứ không phải là một. Và điều đó chúng ta hiểu được qua hồi nãy giờ sư nói quá trời về bốn cái khía cạnh của chánh tinh tấn rồi. Bốn khía cạnh chánh tinh tấn mình hiểu được là mình sẽ hiểu được cái sự hiện bày của nó trong ba thời á,
đã, đang và sẽ. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, vấn đề thứ hai là nói về nghiệp báo và cái sức mạnh duy trì của nghiệp. Thưa quý vị, trên cái phương diện thực tế của cuộc sống của mình đó, có thể nói rằng nghiệp báo là một trong số những điều mà khó có thể mà chứng minh một cách cụ thể để làm cho người khác toàn tâm toàn ý tin tưởng một cách hoàn toàn. Xin nói thật với quý vị, nếu mà có thể mà làm hiện bày một cách cụ thể để cho người ta thấy coi như là vanh vách 100% á, thì trên đời này không có ai dám làm ác hết. Sự bảo đảm với quý vị, chính vì nó không có, nó khó có thể mà làm hiển lộ một cách hoàn toàn, nó mơ mơ ảo ảo, cho nên chúng sanh mới có người người ta không tin theo nhân quả nghiệp báo, không tin theo thiện, không tin theo ác pháp, rồi như thế này như thế kia, người ta mới đi theo những cái hình thức khác. Chính vì nguyên nhân đó cho nên nó mới dẫn đến cái sự việc như vậy. Bởi thế cho nên Đức Phật này cũng từng có dạy rằng trong những cái pháp mà thuộc trong phạm vi mà khó có thể mà suy xét được một cách rốt ráo tới nơi tới chốn, trong phạm vi trí tuệ của phàm phu, trong phạm vi trí tuệ của vật phàm phu, kể cả đối với một số những cái sự chứng đắc mà chưa có đạt đến được cái trí của bậc chánh đẳng giác, thưa quý vị, thì cũng không có hiểu được một cách tường tận mọi ngọn nguồn ngóc rẽ của nghiệp báo, cho nên được xếp vào trong phạm vi gọi là pháp bất khả tư nghị, bất khả tư nghị đó. Rồi cho nên Đức Vua thắc mắc nó cũng hợp lý thôi, thưa quý vị. Cái mà Đức Vua thắc mắc ở đây, chúng ta thấy rằng là ngài thắc mắc rằng là trên thực tế là một cái cục đá rất là nhỏ thôi, mình đem mình đốt, mình nung, mình nấu cỡ nào đi nữa thì nó cũng khó có bề mà chảy ra. Nhưng mà khi mà một cái khối đá to khủng khiếp mà rơi vào trong cái phạm vi của lửa địa ngục thì nó tan biến như là một cách tức thì. Tuy là như vậy nhưng mà tại sao chúng sanh ở trong đó, ở nó nóng tới mức như vậy mà tại sao vẫn có những chúng sanh ở trong địa ngục, người ta họ vẫn phải ở trong đó và cái sức chịu đựng của người ta có thể người ta chịu được như vậy, thì như vậy nó cũng khó có thể mà tin tưởng được quá, nó khó có thể mà tin tưởng được quá theo như cái nhìn ở trong thực tế. Thì ở đây thưa quý vị, nó thuộc về lĩnh vực về cái chức năng của nghiệp, chức năng của nghiệp ở trong ở trong bốn cái chức năng của nghiệp, bốn cái kích xá chờ xíu xíu. Khi mà một nghiệp báo, khi mà một nghiệp nó được thiết lập đã sanh khởi á, nó có bốn cái chức năng, nó có bốn cái nhiệm vụ, nó có bốn cái phận sự. Chức năng thứ nhất là cha na cá cam má, tức là sanh nghiệp làm cho một pháp khác sanh lên, làm cho một pháp khác sanh lên, nói tổng quát nó là như vậy. Rồi thứ hai là trì nghiệp, hai là trì nghiệp. Trì nghiệp tức là nuôi dưỡng á, thưa quý vị. Nuôi dưỡng đây là nuôi dưỡng cái gì? Nuôi dưỡng sanh nghiệp á. Khi mà một nghiệp nào đó đã sanh lên rồi thì sẽ có một cái chức năng thứ hai nữa của nghiệp, đó chính là nó sẽ bảo dưỡng cho cái sự tồn tại của cái pháp đó, đó được gọi là trì nghiệp. Trì nghiệp tức là bảo dưỡng cái sanh nghiệp. Rồi cái thứ ba đó chính là chướng nghiệp. Chướng nghiệp tức là cái chức năng, một cái phận sự mà của nghiệp báo nó có khả năng là nó gây trở ngại, nó gây trở ngại cái sự tiến triển của sanh nghiệp, cái sự tiến triển tốt đẹp thuận lợi của sanh nghiệp. Rồi đó là chức năng thứ ba. Và chức năng cuối cùng đó chính là đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp tức là một cái phận sự của nghiệp
nó có thể làm chặn đứng, cắt đứt cái sự sanh khởi và tồn tại của nghiệp đó. Tức là nói một cách khác, đó là chính là nó chặn đứng sanh nghiệp đó. Chặn đứng sanh nghiệp đó. Thì trong bốn cái kích xá này đó, chúng ta để ý cái kích xá thứ hai, tức là cái phật sự thứ hai, đó chính là trì nghiệp. À, trì nghiệp. Cái phận sự thứ hai này á, được ngài Nagasena ngài trình bày thông qua hàng loạt những cái hình ảnh ví dụ để cho Đức Vua hiểu được rằng sở dĩ á, mà có những cái chuyện mà khó tin ở trong đời vượt ngoài sức tưởng tượng của mình nhưng nó vẫn duy trì và tồn tại là do bởi cái chức năng của trì nghiệp. Và chính điều đó là cái sự bảo dưỡng của nghiệp do chúng sanh nó tạo ra. Đây là một cái điều mà mình không có thể nào mà mình tưởng tượng được. Tại sao mình lại không có nhưng người khác người ta lại có những pháp đó. Xin nói ví dụ như thế này. Quý vị có biết không? Ở trên, hồi đó sư ở trên Phúc Túc á, nó có một cái trường hợp ngõ. Có một cái gia đình đó, nói chung là bất hạnh. Họ có một người con, họ sanh ra tổng cộng là tới ba đứa con thưa quý vị, ba đứa con trai. Nhưng mà hai đứa đầu á, khi sanh ra nó không có được tỉnh táo. Và chính vì thế mà khi mà hai đứa mới được có vài tuổi thôi, tự nhiên nó chơi á quý vị, nó chơi, nó bò xung quanh nhà, nó đi tới đi lui xung quanh nhà, nó bị lọt giếng chết hai đứa luôn. Sau này thì mới còn có một đứa, thì cái đứa thứ ba này nó là cũng là con trai. Nó lớn tuổi rồi, nó thua sư chắc cũng không có bao nhiêu tuổi đâu. Nhưng mà nhìn mặt của nó ngộ, nhìn mặt của nó khờ khờ, nhưng mà nó do bởi nó khờ, nó không có tiến triển như những người bình thường, cho nên nhìn nó trẻ măng nè, y như cái đứa bé nó mới có như là mười mấy tuổi rồi đó. Nhưng thật ra khi hỏi là cũng hai mấy ba chục tuổi rồi, chứ không ít tuổi đâu. Để quý vị biết không, hôm bữa có một lúc mà sư thấy nó bóc như cái đồ ăn á, mà đồ ăn sống nó ăn á, thì lúc đó sư đang giúp cho cái gia đình đó như là sửa một vài những cái điện gia dụng ở trong nhà, bởi vì nhà đó khổ nha quý vị. Mỗi lần mà đi kêu những người khác á, người ta tới người ta sửa điện á, thì người ta tính tiền công rồi này rồi đồ các thứ nữa, thì số tiền đó nhà đối với gia đình đó rất khó khăn. Cho nên ở chùa khi mà có những cái vật dụng thuộc về đồ điện gia dụng á, mà sư xài còn dư thừa ra lắp ráp á, còn dư thừa ra thì sư hay xuống để mà sư giúp cho cái nhà đó, bởi vì sư cũng biết một chút về điện gia dụng, cho nên người ta cũng đỡ được cái khoản đó. Thì có một bữa sư thấy nó ngồi nó bóc đồ ăn sống, thì sư mới nói cổ, nói trời ơi, cô để coi chừng nó ăn đồ ăn sống. Lúc đó cô đó cũng mới nói như thế này: Đại Đức Nguyên Thông không có nghe hay là cả lớp không nghe, quý vị có còn nghe hay không? Rồi vậy là có mình Đại Đức Nguyên Thông bận thôi, tôi thấy không có nghe, sư tâm quý vị không có nghe. Lúc thấy như vậy sư mới báo với cổ, sư nói cổ, thì cổ mới tới, cổ mới giật cái tay, cũng có giật cái tay nó ra, nhưng mà không có tỏ vẻ sợ hãi và bất ngờ lắm. À, sư thấy cái thái độ đó, thì cổ sư mới nói thêm là nó nãy giờ nó nuốt vô cũng nhiều rồi đó, rồi sao đây? Thì cổ mới nói một câu như thế này, nó nói sư đừng có lo, thằng này từ trước giờ nó ăn đồ ăn sống vậy đó, nhưng mà nó ăn vô không có sao hết á. À, cô mới nói như vậy. Thì lúc đó sư mới suy nghĩ, cô nói thiệt hay là cô nói giỡn vậy? Nói con nói thiệt mà sư, trước giờ nó vậy á, nhiều khi con đi làm ở nhà nó bò nó ăn bậy bạ, nó ăn bóc thịt ướp này nọ, nó ăn cũng sao đó, vô đó là cũng vẫn bình thường thoải mái, vẫn không có vấn đề.
Thì lúc đó sư mới nghĩ đến cái chuyện đúng là như vậy. Có một số những cái chúng sanh đó thưa quý vị, do cái quả, do cái chức năng của trì nghiệp đó, cho nên người ta phải chịu cái đó. Và chính vì cái việc mà trì nghiệp như vậy á, cho nên nó ăn đoạn sống vô mà nó không có bị gì, cho nên nó không có sợ thưa quý vị, nó không sợ kinh khủng vậy đó. À, còn như bản thân mình á, mình ăn vô là có vấn đề liền ạ. À, cho nên đâu có ai khùng đi ngu dại đâu, mình bóc được không sống được. Đó, nhất là ba cái thịt cá này kia ăn vô, đừng nói chi đến nuốt vào trong, mình mới có hửi mùi thôi, đôi khi mình cũng khó chịu rồi. À, chính vì thế mà có một vài những cái trường hợp, có một vài những trường hợp nó thuộc về phạm vi của nghiệp báo, và nói cụ thể đó chính là cái phận sự thứ hai, đó chính là trì nghiệp. À, trì nghiệp chúng sanh trong địa ngục cũng vậy đó thưa quý vị. Đối với mình không phải là chúng sanh đó, mình không có cái loại nghiệp đó, mình không có đang chịu cái nghiệp đó, cho nên mình thấy nó có vẻ như nó vô lý. Nhưng mà trong trường hợp của chúng sanh đó thì chính cái nghiệp đó, chính cái nghiệp bất thiện mà chúng sanh đó đã từng tạo, nó sẽ có cái phận sự bảo trì cho chúng sanh đó phải chịu những cái sự đau khổ mà không thể tưởng tượng nổi ở trong cảnh địa ngục. Chết đi sống lại cũng sanh lại chỗ đó, rồi chuyển cái nhiệt lượng cực kỳ khủng khiếp như vậy. Đó. Ừ. Nó ngộ là nó ngộ như vậy thưa quý vị. Mặt pháp bất thiện. Ở trong pháp bất thiện đó thưa quý vị, sư nói thêm một chút. Khi mà mình đã bị phạm vào năm pháp, được gọi là năm tội nặng đó, thì quý vị biết không, cái pháp này nè, nó có cái khả năng coi như là cho quả, nó có khả năng coi như là cho quả rất là chắc chắn, gọi là cố định luôn. Và không những cái sức bảo trì của cái pháp này nó rất là lâu. À, cái sức bảo trì của pháp này rất là lâu. Chẳng hạn như mình làm sát sanh coi như con kiến hay con gián dế thì cùng lắm thì mình sanh vô đoạn xứ, nhưng mà mình thoát ra mình cũng khỏe khỏe. Nhưng mà đối với cái pháp này, đối với pháp gọi là trọng tội, thì ngoài việc chắc chắn không có thiện pháp nào có thể đỡ nổi ở trong cái kiếp sống mà mình lỡ phạm vào những điều đó, kiếp sau chắc chắn là đi địa ngục rồi. Nhưng mà hơn nữa cái sức bảo trì của những cái loại pháp bất thiện đó, nó dài lắm thưa quý vị, dài lắm, dài lắm. Đó là về mặt bất thiện. Về mặt thiện pháp cũng vậy, nó khi mà mình tu tập á, nhất là tu tập những cái pháp làm nhân dẫn đến giác ngộ, dẫn đến sự chứng đắc các thượng nhân pháp, thưa quý vị, nó có cái kết quả phải nói là không thể nào tưởng tượng. À, bằng chứng sư nói cho quý vị một cái chuyện như thế này, mà sư nghĩ rằng ở đây chắc cũng không nhiều người biết. Quý vị biết rằng ở trong Thanh Tịnh Đạo có đề cập đến 10 cái loại gọi là ích thiết, 10 cái loại thành tục, mình hay gọi là thần thông. Thật ra thần thông nó chỉ là một trong số 10 cái loại này thôi. Nhưng mà trong số 10 cái loại này á, nó có một cái chi pháp, cái chi pháp gọi là Jnana Vipassana, tức là thành tựu do trí. Thành tựu do trí thì thành tựu do trí này nè, tức là thần thông thành tựu do trí, sự thành tựu kỳ diệu vượt ngoài cái sự tưởng tượng của mình do năng lực của trí tuệ á, nói dài dòng là như vậy. Thì nó có ba cái chi phần trong đó, tức là trí đang sanh là một, thứ hai là trí đã sanh là hai, và thứ ba là trí sẽ sanh, tức là chia theo ba thời. Thì quý vị có biết là cái người á mà kiếp chót chắc chắn sẽ thành tựu được quả vị giải thoát, tức là quả vị vô dư niết bàn á, thì quý vị biết không, khi mà người đó mà người ta chưa có chứng được đạo quả
không cái gì có thể cắt đứt được mạng căn của người đó. Thì cái trường hợp này nè, cái trường hợp này được gọi là cái pháp đó được bảo trì, cái sự thành tựu nó được bảo trì do trí đạo A La Hán sẽ sanh, chắc chắn sẽ sanh trong kiếp đó. Cho nên chúng sanh này trong cái kiếp đó lúc mà còn phàm phu á, đừng có ai nghĩ đến cái việc mà có thể cắt đứt mạng căn chúng sanh đó khi chưa chứng đạo quả A La Hán. Nhưng mà khi mà chứng đạo quả A La Hán rồi thì cái đó thì miễn bàn là nha, bởi vì nó đã đi qua một cái khía cạnh lĩnh vực khác rồi. Vì thế mà có, trong kinh nó có những cái trường hợp á, những đối tượng á, kiếp chót đó thưa quý vị, bị coi như là nhiều những cái tai ương nhưng mà không chết được, không thể nào chết được. Bởi vì tại sao? Bởi vì đây là do năng lực bảo trì của cái đạo siêu thế, cái loại nghiệp siêu thế, đó chính là trí đạo sẽ sanh. Trí đạo sẽ sanh, nó có năng lực khiếp như vậy á. Chính vì thế mà cái việc tu tập của chúng ta á, thưa quý vị, tích lũy những thiện pháp á, bồi bổ ba la mật trong vòng luân hồi á, đến một lúc nào đó mà nó đến kiếp cuối nó chín mùi á, nó có cái năng lực kinh khủng như vậy. Tức là chừng nào quý vị đã kiếp chót rồi là chừng nào chứng A La Hán đạo, A La Hán quả thì mới bứt mạng căn thôi. Dù cho bất cứ nguyên nhân gì, nguyên nhân ngẫu nhiên hoặc là nguyên nhân có người cố ý hay là thiên tai vân vân, không đứt được mạng căn của mình. Chừng nào chứng A La Hán đạo, A La Hán quả rồi thì sau đó mới có khả năng tử thôi. Chứ ngoài ra là do cái trí đạo sở sanh đó nó bảo trì. Nó giống như là mình mua một món đồ thưa quý vị mà được người ta bảo hiểm vậy đó, y chang vậy đó. Chẳng hạn như bởi vì người ta, mình mua đồ mà không có bảo hiểm á, thì mình cảm thấy nó không có yên tâm. Tại sao không yên tâm? Bởi vì trong cái việc mà khi mà sử dụng đồ không có bảo hiểm á, thì mình sẽ không có được thoải mái và không có yên tâm trong khi mà mình sử dụng, mà mình có thể sẽ bị hư cái món đồ đó và mất cái món đồ đó bất kỳ lúc nào. Còn mua đồ mà có bảo hiểm á, là đồng nghĩa với việc gì? Tức là chẳng hạn như bảo hiểm 3 năm đi, bảo hiểm 3 năm thì đồng nghĩa với việc là trong thời hạn 3 năm đó mình không cần phải lo nghĩ gì hết, không cần phải lo nghĩ gì hết với cái việc bận tâm hư hỏng hay mất mát đối với hư hỏng đối với cái vật đó. Nói mất mát thì nó hơi quá lố. Mình xài cái đồ đó đó, lỡ mà nó có xảy ra biến cố, ok, mang ra. Bởi vì trong còn cái thời hạn bảo trì, bảo hành. Nghi trang vậy đó thường đó. Cho nên đây là cái trường hợp thứ hai, có những cái lĩnh vực thuộc về nghiệp báo nữa quý vị. Năng lực của tâm á, nó làm cái công việc gọi là bảo trì, trì nghiệp mà. Cho nên mình đừng có thắc mắc tại sao cho có những chúng sanh chẳng hạn như thiên tử mà ở trong cái chư thiên á, chư thiên mà ở trong mặt trời chẳng hạn, hoặc là ở trong những cái điều kiện rất là khắt khe, rất khắt khe, tại sao vẫn có những chúng sanh người ta sống được? Bởi vì tại sao? Bởi vì cái sắc nghiệp của vị đó nó phù hợp, nó được tạo thành, nó được sanh khởi và nó được duy trì bởi chính cái nghiệp vị đó tạo, cho nên nó thích nghi với những cái điều kiện sống ở đó, với những điều kiện sống như đó. Chẳng hạn mình nói đơn giản, trên thực tế có những cái nơi rất là lạnh thưa quý vị, tại sao vẫn có những cái hạng chúng sanh người ta sống được, nhưng mà đưa mình vào đó mình chắc chắn mình sẽ không sống được. Có những nơi rất là nóng, nơi rất nóng như là mặt trời đó, thì vẫn có những vị thiên tử đã ở đó được, bởi vì cái trì nghiệp của họ có cái loại sắc pháp, người ta có thể coi như là thích nghi với cái điều kiện như vậy, chịu được như vậy đó. Đây chính là cái lĩnh vực của nghiệp báo, của nghiệp báo. Và kỳ thực mà nói, ở trong cái thế giới vận hành của danh pháp và sắc pháp đó thưa quý vị, nó có những cái chuyện rất là kỳ diệu mà vượt ngoài những cái sự hiểu biết thường tình của chúng ta. Khi mà chúng ta tu tập á, nếu mà mình khéo để ý thưa quý vị có thể phát hiện ra được những chuyện đó. Quý vị sẽ có thể phát hiện ra được những chuyện đó. Nó nhiều lắm. Chẳng hạn sư nói ví dụ như thế này. Mình có thể biết rằng cái năng lực của tâm á thưa quý vị. Năng lực của tâm á,
nó có thể tạo ra những cái sắc pháp có lợi, có lợi, và nó có thể nuôi dưỡng cho cái sắc pháp đó dù không có được tiếp nhận những cái chế độ thông thường của vật thực rồi của thời tiết vân vân, nhưng nó vẫn coi như là rất là tươi nhuộm, vẫn rất là tốt, tiến triển rất là tốt bình thường. Xin nói ví dụ như thế này, quý vị biết không, có nhiều khi á, có những trường hợp mà sư làm biến giảng pháp á, bởi vì khi mà các vị ấy nhờ đôi khi các vị vì bận công việc cho nên nhờ dồn dập vô một lúc 2-3 vị chẳng hạn, 1-2 vị gì đó giảng liên tục từ lớp này qua lớp khác, mà đồng với cái thời điểm trong lúc đó cái cơ thể của mình nó cũng tới giờ, tới giờ nó cũng dở chứng lên nè, nó cũng mệt đó. Thì lúc đó thưa quý vị, mình nghĩ đến cái chuyện là trời không biết làm sao đây thay ta, lát nữa nói không biết có nổi hay không, nói giảng pháp một lớp không thôi là cũng chắc với cái tình trạng hiện giờ đã thấy là coi như là muốn chết rồi đó. Rồi nhảy qua bên lớp khác nữa, nhảy qua bên lớp Bút Thá Thâm Má nữa, mình giảng làm sao, sao nổi đây. Thì trong cái trường hợp đó sư mới nghĩ đến một cái chuyện như sau, sư mới nhớ lại cái chuyện như sau, sư mới sực nhớ lại cái chuyện là ủa sao mà mình lo xa quá vậy ta, cái chuyện đó nó chưa có biết chắc là như thế nào mà nó chưa biết chắc thế nào mà. Thì cứ làm đi, tới đâu hay tới đó. Thì quý vị cũng biết không, nhiều lần sư để ý cái cơ thể mình dù mệt tới mệt á, mình giảng pháp, mình suy tư, mình nhớ pháp rồi mình giải thích, cái tâm thiện nó sanh, tự nhiên nó không có mệt, rồi nó lướt qua hết cái buổi giảng đó, thậm chí nhảy qua buổi giảng khác nó cũng vẫn khỏe phè phè. Kể cả trong cái việc tụng kinh cũng vậy, tụng kinh á, mà mình tụng kinh mà có sự an trú với niệm mà tỉnh giác, thưa quý vị tụng có thể tụng rất là lâu nhưng mà mình không có thấy mệt, mình không có thấy mệt, thật sự là như vậy. Và kể cả trường hợp mà của các vị mình tinh tấn thành thiền đó thưa quý vị, sở dĩ người ta có thể ít ngủ là do nguyên nhân đó đó. Mình thông thường thì mình hay nghĩ là ngộ hôm nay không biết mình ngủ có bắt mình thành thiền nè, bắt mình tu rồi chánh niệm rồi không cho ngủ, ngủ ít quá thời gian mới mấy giờ đánh chuông đánh cảng rồi này nọ sao đủ sức đi ngủ không đủ giấc rồi sao. Thật ra cái đó mình lo chất quá hả, cứ tự nhiên cứ lo an trú đi, cứ làm tốt đi. Quý vị biết không, cái người á mà người ta tu tập á đúng theo cái pháp thiện, nó sanh thiện pháp đó, nó làm cho sắc pháp tự nhiên nó sanh ra cái sắc, sắc nghiệp tốt á, sắc sắc tâm chứ, sắc tâm tốt, nó ảnh hưởng, nó làm cho sắc nghiệp nó được tươi nhuộm. Và tự nhiên có những cái trường hợp đó, người ta tu tập đó, người ta ngủ ít lắm nhưng mà cái mặt người ta vẫn coi như là rất là nhìn rất là sáng, vẫn rất là tốt, ok. Còn nhiều khi mình ăn nhiều ngủ nhiều vậy chứ mà nhìn mặt mình nó ù ra, nó ù ra, có trường hợp như vậy nữa. Cho nên thông qua những cái đời sống tu tập đó, thông qua đời sống tu tập mình có thể thấy ra được cái sự kỳ diệu của sự vận hành của nghiệp báo. Có những cái trường hợp mình nghĩ là như vậy nhưng mà thật ra không phải như vậy, không phải như vậy. Chính những cái tâm thiện đó, nó cũng có cái năng lực khủng khiếp, năng lực vượt ngoài sức tưởng tượng. Cho nên những vị mà nhập thiền nhập định này nọ thưa quý vị, đâu có cần ăn uống gì đâu, đâu cần phải ngủ nghiếc gì đâu, đó là nguyên nhân đó đó, đó. Cho nên khi bàn luận về nghiệp báo thì quý vị thành thật mà nói với quý vị, đó là một điều rất là, nó rất là vi tế, rất là vi tế, rất là khó thấu triệt. Với cái khả năng của sư thì sư trình bày cho quý vị ở mức độ nào đó thôi, chứ không có dám ai dám vỗ ngực xưng tên. Khi mà mình chưa phải là một toàn giác thì không ai dám vỗ ngực xưng tên, có nghĩa là thông suốt, hiểu rõ từ nguồn gốc của nghiệp báo, không ai dám. Cho nên chính vì thế có những cái lĩnh vực thuộc về nghiệp báo chúng ta không có thể hiểu theo cái cách theo những cái thông thường như ở trong cuộc sống bình thường được, đó là như vậy đó.
Cho nên đức đức Nagasena ngài đã giải thích cho đức vua, giải thích cho đức vua là tại sao đó, bằng những cái hình ảnh đó, chẳng hạn đồ khác mình ăn vô bụng sao, nhưng mà sao cái bào thai nó ở trong đó nó cũng rất là nóng, nó cũng gặp cái này cái kia trong đó, nhưng mà sao nó vẫn sống, nó vẫn tồn tại, mà trong khi vật thực thì nó tiêu, trong khi vật thực thì nó tiêu. Điều này giải thích làm sao đây? Thì đó, đó nó làm hiển lộ do nghiệp, do trì nghiệp, thưa quý vị, do trì nghiệp, bảo trì, bảo trì, bảo dưỡng chúng sanh đó. Đó là như vậy đó. Rồi còn cái điều thứ ba này mới là khó, khó nhai nè. Cái này sư sư ngán tưởng qua tới giờ. Không phải tưởng qua tới giờ mà từ lâu rồi. Cái câu thứ ba, câu thứ ba tức là Đức Vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng đại địa cầu này được tồn tại ở nước, nước được tồn tại ở gió, gió được tồn tại ở hư không. Trẫm cũng không tin lời nói này. Cái câu ba này thật ra rất, rất rất là khó hiểu, khó nhai. Thì ở đây thưa quý vị, ý của Đức Vua đó, ý của Đức Vua đó, muốn nói là ý là ổng không có, ổng không có tin rằng là có cái quả địa cầu lớn này là có một cái biển rồi nó giống như nó lên nổi, nổi nó nâng đỡ cho quả địa cầu này, rồi xong có biển thì nằm lơ lửng ở trong hư không, nó được gió nâng đỡ, thì ổng ý ổng là như vậy đó, theo như hệ vật lý đó, ổng không có tin chuyện này. Thì ở đây thưa quý vị, thành thật mà nói sư cũng không biết trả lời sao, sư cũng không biết trả lời, giải thích cho quý vị sao về cái này. Thật sự á, bây giờ chúng ta coi những cái vệ tinh chụp ở bên ngoài quả địa cầu, ở đâu có biển gì đâu, quả địa cầu mình nó đâu có như là biển ở bên ngoài đấy đâu, đúng không? Nhưng mà hôm bữa, nói đi cũng phải nói lại, nhưng mà hôm bữa sư vô tình sư nghe được một cái đoạn giảng của Thượng Tọa Giác Đẳng, thì lúc đó sư mới bắt đầu, sư mới bắt đầu thôi, nó chưa có rõ một cách hoàn toàn đối với sư, thì sư mới bắt đầu có 70%, có 60-70% suy xét thấy ra được cái sự giải thích đó là hợp lý, nhưng mà chỉ 60-70% thôi, chứ chưa phải 100%, chưa phải 100%. Thì cái đó thì thưa quý vị, Thượng Tọa Giác Đẳng trong cái buổi giảng đó thì ngài có nói đến cái vấn đề như thế này nè. Sở dĩ khi trong kinh trình bày đến cái việc mà quả địa cầu này được nâng đỡ, được nâng đỡ cái nền tảng là bởi nước, rồi nước được dựa trên nền tảng nâng đỡ của gió, đó, là sao, là sao? Ở đây không có nói đến đất nước lửa gió theo cái ý nghĩa khái niệm thông thường. Chúng ta nên hiểu như vậy là cái thứ nhất. Và ngài nói thêm là ở trong cái quả địa cầu mình đó, đúng quý vị, ở trong quả địa cầu mình đó, nó có cái chất lỏng, ở trong cái ruột đó nó có cái chất lỏng, dù nó là nham thạch hay là những cái biển lớn ở trong bụng quả, ở trong cái bụng của quả cầu này, thì nó cũng là nước, nó cũng là chất lỏng, cũng là chất lỏng. Rồi hơn nữa, khi mà cái sự di chuyển, cái sự luân lưu của cái hệ nước chất lỏng này nè, thì đó chính là cái tính của dính chất của gió. Nên ngày đưa ra thêm một cái sự trình bày như vậy. Sư lúc đó sư không có nhớ rõ là ở chú giải hay là phụ chú giải đề cập đến điều đó, nhưng ngài có trình bày đến điều đó. Thì quả lúc bây giờ khi lý sự việc đó thì sư mới suy xét, cũng có thể là cái việc nói đến quả địa cầu dựa trên nền tảng của nước, nước ở đây chính muốn ám chỉ đến cái thuộc tính quến tụ và chảy lỏng, chứ có nói đến chỉ một cái cạnh là nước biển bình thường không thôi. Rồi gió, gió đó,
Gió ở đây không có phải là mình nghĩ rằng là gió thổi phù phù như là quạt máy mình mở lên không thôi, mà nói đến cái thuộc tính nâng đỡ và di chuyển, đó là thuộc tính của gió. Nhưng mà khi nói theo như vậy thì chúng ta thấy là toàn đề cập vô cái thuộc tính của thực tánh pháp. Và hơn nữa sư mới nhớ ra được một cái chuyện, quý vị biết không, trong cái thời gian ban đầu mà hình thành đến thế gian pháp đó, nó đâu có phải là cái đùng cái tự nhiên nó có quả địa cầu đâu, thưa quý vị. Nó đâu có đùng cái nó có núi Tu Di đâu, và những cái thế giới này thế giới khác đó. Mà quý vị biết đầu tiên á, những cái vật thể rắn như là quả vân á, mới đầu nó được hình thành bởi cái chất lỏng của nước. À, chất lỏng của nước, rồi xong đến một lúc nào đó thưa quý vị, nó mới bắt đầu nó trở lên nó cô đọng mà nó rắn chắc. Thì như vậy chúng ta có thể suy nhớ lại cái điều đó, thì như vậy chúng ta có thể hiểu theo cái thuộc tính. Thì nếu như hiểu theo thuộc tính thì nó sẽ không có gì chống đối ở trong cái câu nói là đại địa đất á, được tồn tại bởi nước và nước được 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 tồn tại bởi gió. Rồi sư chỉ đưa ra gợi ý những gì sư biết như vậy thôi, còn phần còn lại quý vị tin hay không thì chuyện đó chuyện của quý vị. Bởi vì sư đã nói ngay từ đầu là câu hỏi này là câu hỏi khó ăn, sư chỉ mới coi như là mới có thấy hợp lý nó 60 đến 70% thôi, chứ cũng chưa có hoàn toàn coi như là 100%, cho nên sư biết nhiều sư cho quý vị hết bấy nhiêu á, dùng là không không có giấu giếm gì hết. Rồi đó là như vậy thưa quý vị. Thôi như vậy tới đây chúng ta thấy cũng vừa phải lẽ rồi. Trong cái phần bài học này sẽ giải quyết cho quý vị những cái vấn đề chủ chốt ở trong ba câu hỏi số 5, số 6 và số 7 rồi. Phần còn lại quý vị có gì thắc mắc thì quý vị cũng hỏi, mình có thể nán lại xíu khoảng 5 phút hoặc 10 phút để giải quyết luôn. Còn nếu như bằng không thì xin mời quý vị hãy làm những phần còn lại để kết thúc cái buổi học ngày hôm nay cho nó được hoàn mãn. Nam mô Bích Thay á. Nam mô Bích Thay giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ, nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Huy Niệm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư Huy Niệm, hồi nãy giờ con nghe sư nói cái vụ mà chất nước nó dính rồi cách nó làm, thì nguyên như nhớ lại là khi mà ở trong trường á, thì mình nói là cái trái đất nó quay theo cái quỹ đạo, rồi nó nói về cái lực hút, thì những cái hành tinh nhỏ nó sẽ quay quay quanh một cái hệ mặt trời đó bạch sư. Như vậy thì nếu mà nguyên như nó thích ra, nếu mà nguyên như nghĩ là cái sức dính là cái nam cái từ trừ trường của cái nam châm đó, thì nó cũng liên hệ đến cái tính chấn dính ông bạch sư. Giống như là hai cái cục nam châm mà nó có thể hút lại với nhau, thì hồi đó giờ mình cứ nghĩ là cái chất đất nó dính, nhưng mà nếu mà như sư nói thì cái chất dính đó là của nước chứ không phải của đất, phải không bạch sư? Nếu mà mình giải thích được như vậy thì giải thích hồi nãy về cái câu của sư, con nghĩ là nó cũng đúng theo khoa học luôn bạch sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Ở trong Atidàm á, khi mà định nghĩa về Apo tức là nước nước theo cái ý nghĩa của Atidàm á, thuộc tính pháp á, nó không phải là nước mà mình nhìn thấy bằng con mắt bình thường đâu, không phải vậy đâu, mà muốn ám chỉ đến cái trạng thái tan chảy lỏng ra, hoặc là làm cho các sắc pháp nó được gom lại, cô đọng lại, quyến tụ lại. Đó, cái thuộc tính đó là cái thuộc tính của nước. Cho nên chính vì thế quý vị thấy không? Nó có cái điểm đặc biệt như thế này. Hơn nữa, sư mới nhớ ra được được thêm hình ảnh này. Cái thời gian mà mình mới vừa hình thành một cái phôi thai ở trong bụng mẹ đó, thưa quý vị. Mới đầu nó đâu có phải là chất rắn đâu, thưa quý vị. Nó không phải là chất rắn. Tay chân xương sẩu mình làm gì có, không có phải là chất rắn đâu, nhưng mà nó chỉ là một cái giọt nước, nó giống như là một cái chất lỏng thôi, nói chính xác đó là cái chất lỏng đó. Rồi khi một trải qua một thời gian, trải qua một thời gian nó trưởng dưỡng, nó được hình thành, thì lúc bấy giờ những cái thuộc tính của sự
làm cho cứng cáp đông đặc, nó mới bắt đầu nó hình thành. Cho nên sau này mình mới có là xương nè, rồi sụn nè, nó mắt hai mũi lưỡi, đó là vậy đó. Chứ mới đầu á, nó chỉ là một chất lỏng thôi. Đó là cái thuộc tính của nước. Mới câu nó cũng còn mơ hồ lắm. Nếu mà giải thích theo cái vật lý tự nhiên ở trong khoa học đó thì sư bó tay, sư nói thiệt, sư không hiểu. Nhưng mà nếu mà giải thích theo tính pháp thì hợp lý. Mà ở trong kinh điển không biết là các ngài hồi xưa các ngài nói là muốn nhắm đến cái gì, cái vấn đề nó chỉ nằm ở đó thôi. Vấn đề chỉ nằm đó thôi. Nên có một số những điều mà chúng ta sau này chúng ta không hiểu tới, bỏ lại từ từ mốt tu Phật hỏi luôn, tự biết luôn, khỏi cần phải thắc mắc. Rồi bây giờ sư mời cô Như. À, nếu nếu mà sư không biết chắc tụi con cũng biết ngắt luôn bạch sư. Con bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, con thấy sư thông mà không có nghe được, con không biết là sư có cầm mic được không. Dạ sư Nguyên Thông có nghe con được không bạch sư? Con định thỉnh sư lên chút đạo tràng, con không có, sư có nghe được đạo tràng nói không ạ? Con không thấy sư. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm, con không biết sư Thanh Tâm có mặt trước không bạch sư. Dạ con không thấy còn vị nào hết. Con có thể mời sư Quy Niệm xin sư chúc phúc cho đạo tràng trước khi con hồi hướng bạch sư. Con xin chân mít lại cho sư ạ. À. Tất cả phước báu hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ, thì đến người do nhờ Phật, do nhờ ấy của giáo pháp, do nhờ ấy của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm chứng thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mãn. Sa thú. Dạ, Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Đại Đức Quy Niệm hôm nay đã tốn thời giờ của mình vào rừng để giảng cho chúng con bài học rất là hay của ngày hôm nay ạ. À. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe Pháp. Dạ, Đề Hoa Tà Sàn Tê Huy Hà Ra Hoa Sì Ni Thủ Bê Kha Rê Bô Thí Kha Rê Tà Hình Tà Hình Tà Thầm Mà Đà Nê na pha quang tu pu thần ca ron tê tha vi ha ra mang đa lê thê cha cha mắt cha na wa ca cha tình ca vô sa ra mi ca đa na pa ti pa sa ca ma cha đê sa ni ga ma cha e sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha quang tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham tin cha te sam be bi duk kha sa ka ron tu sang kha yam tha tu chi rang sa tang tham mo tham mat tha ra cha bung ga la sang kho ho tu sa mak go wa an tha ya cha cha am he rak kha tu sam tham mô sap be tham ma cha ri no vu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba we di te i đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha pa yo i đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yo i đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yo i đằng quá tám nề buồn nhằn à sao khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự pháo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử vào rung ngày mai
là ngày thứ sáu, tối thứ sáu ở bên Mỹ và sáng thứ bảy ở bên Việt Nam sẽ lại là ngày học của Kinh Milanda về vi diệu pháp. Cũng như xin kính trân trọng chào toàn thể chư vị Phật tử và kính thỉnh sư Nguyên Thông, nếu mà ngày mai sư có thể vào lớp được, con xin mời sư vào tham gia với chúng con ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.